Congratulations, Miss Phạm Thị Huệ from Quảng Ninh has won the gold medal. Xin được nhiều lời chúc mừng thành tích của bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.